Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hổ, một loài săn mồi theo phong cách mai phục, lại sở hữu một bộ lông màu đỏ cam nổi bật giữa rừng xanh như thế chưa? Nếu nhìn bằng mắt của con người thì chúng ta sẽ không thể hiểu được. Tuy nhiên, những con mồi ưa thích của hổ như hươu, lợn rừng và động vật có móng guốc là những loài có thị giác lưỡng sắc, tức là mắt của chúng chỉ có hai loại tế bào hình nón, cảm nhận được màu lục, màu lam và sự kết hợp giữa hai màu sắc này. Nói cách khác thì chúng bị mù màu đỏ và do vậy, màu lông đỏ cam của hổ sẽ trở thành màu xanh lá, qua đó giúp hổ gần như hòa lẫn tuyệt đối vào môi trường xung quanh. Mắt người thì có đủ 3 loại tế bào hình nón, cảm nhận được 3 màu sắc đỏ, lục, lam và sự kết hợp giữa 3 màu sắc này, thế nên với chúng ta thì lớp ngụy trang của hổ hoàn toàn không có ý nghĩa. Nói như vậy để biết, việc nghiên cứu một đặc điểm nào đó của động vật cần có một cái nhìn và hiểu biết toàn diện về hệ sinh thái mà động vật sống trong đó cùng những thành phần của nó. Tuy nhiên, đối với những động vật đã tuyệt chủng và chỉ còn được biết đến qua hóa thạch như khủng long chẳng hạn, các nhà cổ sinh vật học gần như chẳng có nhiều cách để giải thích các đặc điểm lạ thường họ quan sát thấy trên những động vật đó. Cách phổ biến nhất là so sánh với những động vật đang tồn tại, tìm ra những đặc điểm giống nhau và xem chúng được sử dụng như thế nào. Thế nhưng nhiều đặc điểm của khủng long ngày nay không còn tồn tại ở bất kỳ nhóm động vật nào, do đó việc lý giải chúng là một thách thức vô cùng lớn đối với các nhà cổ sinh vật học. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về 7 đặc điểm, hay nói cách khác là 7 bộ phận trên cơ thể khủng long gây đau đầu nhất cho các nhà cổ sinh trong việc lý giải cách khủng long sử dụng chúng trong đời sống tự nhiên. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Thứ nhất, cái đuôi của họ lưng long. Họ lưng long có danh pháp khoa học là Diplodocidae, với đại diện nổi tiếng nhất là chi khủng long Diplodocus, có thể không phải là những con sauropod to nhất từng tồn tại, nhưng chúng vẫn có một cái nhất để chúng ta phải nhớ tới. Đó chính là đuôi dài nhất. Hiện nay thì sách kỷ lục Guinness vẫn ghi nhận kỷ lục đuôi khủng long dài nhất thuộc về Diplodocus, chi khủng long có niên đại vào thế Jura muộn, khoảng 145 đến 155 triệu năm trước, với chiều dài đuôi có thể lên đến 13 hoặc 14 mét, hơn cả chiều dài của một con T-Rex. Chúng có thể có tới 70 đến 80 đốt sống đuôi, góp phần tạo nên sự linh hoạt và mềm dẻo. Nếu so sánh với các khủng long cổ dài khác hay thậm chí với tất cả khủng long hay tất cả các động vật từng tồn tại trên hành tinh này thì đây có thể coi là một cái đuôi có chiều dài hết sức bất thường, và cho đến tận ngày nay thì các nhà cổ sinh vật học cũng đang đau đầu đi tìm lời giải về công dụng của nó. Một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất về đuôi của họ lưng long hay Diplodocus chính là chúng được dùng như những cái roi để tự vệ và hoàn toàn có thể quật mạnh, nhanh đến nỗi phá vỡ được bức tường âm thanh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mô phỏng gần đây đã bác bỏ giả thuyết này và cho rằng cấu tạo của cái đuôi không đủ bền để chịu được một lực quất như thế. Những giả thuyết khác bao gồm: thứ nhất là con khủng long có thể sử dụng cái đuôi cùng với hai chi sau tạo thành thế kiềng ba chân, giúp nó đứng trên hai chi sau để vươn cổ tới những cành cây cao hơn. Thứ hai là được dùng như một cơ quan xúc giác hỗ trợ việc giao tiếp giữa các thành viên trong đàn với nhau khi di chuyển. Thứ ba là một vật trang trí có vai trò thu hút bạn tình vào mùa sinh sản. Tuy nhiên thì cho đến nay chưa có giả thuyết nào đủ thuyết phục để khiến phần đông giới cổ sinh đồng thuận, và mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thứ hai, gai lưng của kiếm long. Họ kiếm long có danh pháp khoa học là Stegosauridae, là một họ khủng long mang giáp có niên đại từ Jura giữa đến phấn trắng sớm, với thành viên nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất chính là Stegosaurus. Chúng sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, Á Âu và Châu Phi ngày nay. Kiếm long có thể là những con khủng long dễ nhận ra nhất bởi hình dạng đặc trưng là cái đầu nhỏ, những cái gai dạng phiến sừng chạy dọc sống lưng cùng cái đuôi cũng có nhiều gai, có lẽ đã được chúng sử dụng như một thứ vũ khí tự vệ. Thật ra thì về mặt công dụng, những cái gai lưng của kiếm long, các nhà cổ sinh vật học có thể dễ dàng đoán rằng chúng được dùng như một thứ vũ khí tự vệ, ngăn các con khủng long ăn thịt tấn công một phần lưng của chúng. Giả thuyết này từng bị thách thức bởi một số nhà nghiên cứu như David Stavili vào năm 1961 hay Spassov vào năm 1982, khi cho rằng cách bố trí như vậy không đủ để bảo vệ con khủng long bởi chúng vấn đề chống ở hai mặt bên của phần thân, và họ nghĩ những tấm sừng này được dùng để nhận diện cá thể cùng loài hoặc chọn lọc sinh sản nhiều hơn. Mặc dù vậy thì một nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy những phiến sừng như của Stegosaurus khá chắc chắn và có thể chịu lực tác động mạnh, chẳng hạn như lực cắn của một con khủng long ăn thịt, nên khả năng chúng được tạo ra để phòng thủ vẫn là một giả thuyết đáng tin cậy. Nhưng vấn đề của những phiến sừng này không hoàn toàn nằm ở chỗ công dụng của chúng. Sự hiện diện của những phiến sừng trên lưng kiếm long lại khiến các nhà khoa học cảm thấy khó lý giải một phương diện khác trong đời sống của những con khủng long này, đó chính là tư thế giao phối. Nếu áp dụng tư thế giao lưu truyền thống của các sinh vật bốn chân, trong đó còn được trèo lên lưng của con cái, thì chẳng phải một con kiếm long được sẽ lĩnh chọn những cái gai của con cái hay sao?
Có một giả thuyết nghe có vẻ hợp lý, đó là sự dị hình giới tính. Trong đó con cái sẽ có ít gai hoặc gai ít nhọn hơn con đực nên đảm bảo con đực an toàn trong lúc giao lưu kết hợp. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2015 lại chứng minh điều ngược lại. Trong đó Stegosaurus đực sẽ có phía sừng to hơn, nhưng tròn hơn, thậm chí có thể có màu sắc sặc sỡ. Mục đích chính là để khoe mép và thu hút bạn tình, trong khi Stegosaurus cái có phía sừng nhỏ hơn, nhưng nhọn hơn và mục đích chính là để phòng thủ. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng đưa ra những giả thuyết về mặt tư thế giao lưu kết hợp để giải quyết bài toán này. Họ cho rằng khi Stegosaurus đực và cái gần gũi với nhau, con cái có thể nằm nghiêng một bên và con đực sẽ tiếp cận theo hướng xiên. Hoặc chúng cũng có thể từ bỏ tư thế truyền thống và thay vào đó, quay mông vào nhau, giơ đuôi lên cao để lỗ huyệt chạm nhau trong lúc giao phối. Một kiểu giả thiết khác là con đực sẽ có rừng vật tương đối dài để có thể tiếp cận với lỗ huyệt của con cái mà không sợ những cái gai trên lưng của đối phương. Tất nhiên rừng vật từng là phần mềm cung hóa thạch và do đó, chúng ta không thể biết liệu điều này có thật sự chính xác hay không. Tư thế cũng vậy, chưa có hóa thạch nào của một cặp Stegosaurus đang trong lúc giao phối với nhau được tìm thấy, nên cách Stegosaurus trao đổi mã di truyền mà con đực không bị tổn thương bởi những cái gai của con cái, nếu có thì vẫn là một bí ẩn. Thứ ba, ngón tay cái của Iguanodon. Iguanodon là một trong những chi khủng long đầu tiên được định danh cùng với Megalosaurus và Hylaeosaurus vào năm 1825, kể từ đó trở thành một trong những chi khủng long nổi tiếng nhất lịch sử. Iguanodon sống vào thế phân trắng sớm, cách đây khoảng 126 đến 122 triệu năm trước, và hóa thạch của nó được tìm thấy ở nhiều nước châu Âu như Bỉ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Tên chi của nó có nghĩa là răng cự đà, bởi những chiếc răng hóa thạch có hình dạng giống với răng của loài cự đà hiện đại, ngoài trừ việc dài gấp 20 lần. Là một trong những chi khủng long được phát hiện và mô tả sớm nhất, cùng với việc có nhiều mẫu vật được tìm thấy, Iguanodon cũng là chi khủng long được ngành cổ sinh tìm hiểu rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ về con khủng long này mà chúng ta vẫn chưa lý giải được, nhất là ngón tay cái của nó. Một trong những lý giải sai lầm đầu tiên về ngoại hình của khủng long cũng bắt đầu với ngón tay cái của Iguanodon, khi nhà địa chất học Gideon Mantell nhầm cái gai nhọn cực lớn và dài trên ngón cái của Iguanodon là sừng ở trên mũi, dẫn đến hình phục sừng ban đầu của Iguanodon được vẽ theo hướng này. Phải đến khi phát hiện một mẫu vật hoàn chỉnh hơn thì nhà cổ sinh vật học người Bỉ Louis Dolo mới đưa cái gai nhọn này về đúng vị trí của nó là ở ngón tay cái. Đưa về đúng vị trí đã mất thời gian rồi, việc lý giải công dụng của nó còn mất thời gian hơn khi mà cho đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Giả thuyết nổi tiếng nhất về ngón tay cái của Iguanodon và cái gai nhọn to đùng trên đó là nó được dùng như con dao găm để tự vệ trước kẻ săn mồi. Nó cũng có thể được dùng để phá lớp vỏ của hạt và trái cây cứng. Thậm chí là từng có một tác giả tin rằng cái gai nhọn này được gắn với một tuyến độc để khiến đối phương tê liệt khi bị chúng đâm phải, nhưng giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi cái gai không hề rỗng mà cũng chẳng có ránh nào để dẫn độc cả. Vấn đề là ngày nay chúng ta không có sự so sánh tương đương nào của cái ngón tay cái có gai nhọn khổng lồ này ở các động vật hiện đại để có thể hình dung ra công dụng thực tế của nó. Thứ tư, đầu của Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus cùng dòng họ của nó là Pachycephalosauridae là một trong những nhóm khủng long đặc biệt nhất khi hộp sọ của chúng sở hữu một cái vòm dày trên đỉnh. Thật ra thì ngay từ đầu, phần nhiều các nhà nghiên cứu đã đều nghĩ đến khả năng Pachycephalosaurus sử dụng vòm đầu của chúng như một cái nón bảo hiểm để bảo vệ bộ não bên trong khi chúng húc nhau bằng đầu. Tuy nhiên, suốt một thời gian khá dài, giả thuyết này đã bị một số nhà nghiên cứu đặt dấu hỏi lớn. Luận điểm của những nhà nghiên cứu này cho rằng vòm đầu dày của Pachycephalosaurus không đủ bền để chịu được tác động của những cú va chạm, đồng thời thiếu bằng chứng về những vết xước hay những tổn thương khác liên quan đến việc va chạm mà các hộp sọ Pachycephalosaurus hóa thạch. Hơn nữa, các đốt sống cổ và lưng cho thấy dường như phần cổ của con khủng long có dạng cong theo kiểu chữ S hoặc chữ U thay vì một đường thẳng, do đó không phù hợp để phân tán áp lực từ những cú đấu đầu trực tiếp. Cuối cùng thì hình dạng tròn của hộp sọ làm giảm diện tích bề mặt khi va chạm, khiến hai cái đầu dễ sượt qua nhau khi va chạm. Thay vào đó thì họ đề xuất giả thuyết rằng những con Pachycephalosaurus sẽ giao lưu võ thuật bằng những cú va chạm ở cạnh sườn hơn là bằng đầu. Chúng sẽ đứng song song với nhau, hù dọa nhau trước. Nếu hù dọa không thành thì mới dùng đầu tấn công vào phía sườn của đối thủ. Đó là nguyên nhân khiến phần ngực của Pachycephalosaurus vỏ họ hàng tương đối rộng, có tác dụng bảo vệ các nội tạng quan trọng khỏi chấn thương. Như khoảng 10 năm trở lại đây thì giả thuyết Pachycephalosaurus dùng cái đầu có vòm hộp sọ dày của chúng để húc nhau lại tái xuất mạnh mẽ. Các phân tích sử dụng thiết bị hiện đại đã xác nhận các tổn thương về xương trên vòm hộp sọ của Pachycephalosaurus và những tổn thương này nhiều khả năng do các cuộc chiến giữa các cá thể cùng loài gây ra. Họ cũng phát hiện vòm đầu của họ Pachycephalosauridae được tạo thành từ một loại xương có khả năng phục hồi rất nhanh, càng củng cố chắc chắn hơn giả thuyết đây là phần chịu nhiều va chạm và tổn thương trên cơ thể của chúng. Thứ 5, cái mào của Parasaurolophus.
Parasaurolophus là một chi khủng long thuộc họ khủng long Hadrosauridae, còn được gọi bằng cái tên thân thương là khủng long mỏ vịt vì miệng của chúng có một cái mỏ bè bè trông khá giống mỏ vịt. Parasaurolophus là một chi khủng long ăn thực vật có kích thước rất lớn, với chiều dài có thể lên đến 9m và nặng đến 5 tấn. Chúng sống cách đây khoảng 76,9 đến 73,5 triệu năm trước ở Canada và Mỹ ngày nay, được mô tả chính thức vào năm 1922. Cho đến nay thì đã có 3 loài Parasaurolophus được xác định, gồm loài điển hình Parasaurolophus walkeri cùng hai loài còn lại là Parasaurolophus tubicens và Parasaurolophus sitocristatus. Danh pháp khoa học của Parasaurolophus có nghĩa là gần giống thằn lằn co mèo, dùng để chỉ một điểm đặc trưng ở các mẫu vật Parasaurolophus, đó chính là một chiếc mèo khá dài trên đầu, có cấu trúc rỗng. Bên trong những cái mèo này là những ống riêng biệt dẫn từ mỗi lỗ mũi tới cuối mèo trước khi đổi hướng quay ngược lại về phía dưới mèo rồi đi vào hộp sọ. Trong số 3 loài thì Parasaurolophus sitocristatus là có mèo ngắn nhất, Parasaurolophus tubicens thì lại có mèo phức tạp nhất. Chức năng của những chiếc mèo này hiện nay vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học và cũng là một trong những đặc điểm của khủng long gây tranh cãi nhiều nhất. Giả thuyết lạ lùng nhất về chiếc mèo này trước đây đó là những cái ống bên trong mèo chứa đầy hóa chất mà khi tiếp xúc với oxy trong không khí, chúng sẽ bốc cháy, tạo ra lửa để con Parasaurolophus phun vào khủng long săn mồi để tự vệ như một số hình minh họa đỡ lỗi thời. Một giả thuyết khác bắt nguồn từ việc cho rằng Parasaurolophus là những con khủng long có lối sống lưỡng cư và những cái màu rỗng này có vai trò như ống thở giúp chúng hô hấp dưới nước, hoặc cũng có thể được sử dụng như một dụng cụ dự trữ không khí giúp con khủng long ở lâu dưới nước. Việc Parasaurolophus hay những con khủng long khác có lối sống lưỡng cư đã hoàn toàn bị bác bỏ và do vậy giả thuyết ống thở hay dụng cụ dự trữ không khí cũng bị bác bỏ theo. Một số giả thuyết khác có thể kể đến như nhà cổ sinh vật học người Áo Othniel Abel đã nghĩ chiếc mèo là một thứ vũ khí dùng trong chiến đấu giữa các thành viên cùng loài. Hanska Osmonka, nhà cổ sinh vật học nữ người Ba Lan thì cho rằng trong mèo có chứa tuyến muối giúp con vật lọc muối thừa khi bơi giống như một số loài chim biển. John Ostrom thì đề xuất rằng cái mèo có thể chứa các mô khứu giác đặc biệt giúp tăng cường khả năng ngửi. Tuy nhiên tất cả cũng bị những nghiên cứu sâu hơn về giải phẫu học bác bỏ sau này. Hiện tại thì còn lại hai giả thuyết được cho là đáng tin cậy nhất về cái mèo của Parasaurolophus. Thứ nhất là nó dùng để điều hòa nhiệt độ nhưng có bề mặt khá lớn và sự phân bố rộng rãi của các mạch máu. Người đầu tiên đề xuất giả thuyết này là nhà cổ sinh vật học Wheeler vào năm 1978, khi ông cho rằng có một dây thần kinh kết nối giữa cái mèo và bộ não để cái mèo giúp bộ não làm mát trong quá trình hoạt động. Thứ hai là cái mèo này có khả năng đóng vai trò như một buồng cộng hưởng tạo ra âm thanh để liên lạc giữa các thành viên trong bầy, đồng thời là đặc điểm nhận dạng đồng loại để cảnh báo hoặc vật trang trí giúp các cá thể khoe mẽ trong quá trình chọn lọc sinh sản. Đây được gọi chung là giả thuyết về hành vi của Parasaurolophus. Các nhà cổ sinh vật học thậm chí còn thử mô phỏng lại âm thanh được tạo ra từ cái mèo rỗng này và đã thu được những kết quả khá thú vị. Chẳng hạn như nó có thể tạo ra âm vang chủ yếu ở tần số 30Hz nhưng không ổn định lên xuống thất thường. Hiện tại thì họ vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu theo hướng này để tìm ra công dụng thật sự của chiếc mèo ở Parasaurolophus. Thứ 6, cánh buồm của Spinosaurus. Kể từ khi được tìm thấy cho đến nay thì Spinosaurus đã luôn là một đề tài gây tranh cãi không ngừng trong cộng đồng cổ sinh, và một trong những khía cạnh được bàn tán nhiều nhất ở Spinosaurus chính là cánh buồm được tạo thành từ những gai thần kinh của đốt sống lưng về hình dáng và công dụng thật sự của nó. Một trong những điều gây tranh cãi đầu tiên đó là những gai thần kinh trên Spinosaurus có thể tạo thành cấu trúc giống như cánh buồm hay là một cái bú. Hiện tại thì cuộc tranh luận này đã nghiêng hẳn về phía cánh buồm, bởi khác với những động vật có bú trên lưng, gai thần kinh trên đốt sống lưng của Spinosaurus không dày bằng, vì thế khó có khả năng chúng chịu được sức nặng của một cái bú thịt hoặc bú mỡ. Tiếp theo là về hình dạng, cánh buồm của Spinosaurus tạo thành hình cong hay tạo thành hình thang. Hiện tại thì các nhà cổ sinh nghiêng về hướng cánh buồm này có dạng hình thang hơn là hình cong như các bản phục dựng cũ, phần nào giống như hình dạng vây lưng của cá buồm. Tranh luận về hình dạng đã đủ sôi nổi rồi, nhưng tranh luận về công dụng của nó cũng sôi nổi không kém, thậm chí là có phần hơn. Một trong những điều đầu tiên các nhà cổ sinh vật học nghĩ đến đó là cánh buồm này được dùng để giúp Spinosaurus điều hòa thân nhiệt, có thể là để thu nhiệt hoặc để tản nhiệt như họ đã từng nghĩ với cánh buồm trên lưng của Dimetrodon. Khủng long với kích thước lớn thường gặp vấn đề về tỷ lệ giữa diện tích bề mặt của cơ thể so với thể tích cơ thể khá nhỏ, nên chúng phải tăng diện tích bề mặt cơ thể một cách nào đó, và cánh buồm chính là giải pháp của Spinosaurus. Một giả thuyết cũng khá phổ biến khác về cánh buồm của Spinosaurus đó là nó được dùng như một thứ trang trí khoe mẽ để thu hút bạn tình trong mùa giao phối, tương tự như các cấu trúc phức tạp cồng kềnh của động vật ngày nay, chẳng hạn như đuôi của chim công đực. Người tìm ra Spinosaurus là Ian Stromer cũng tin rằng giữa con đực và con cái sẽ có sự khác biệt về kích thước của cánh buồm.
Và gần đây, những nghiên cứu tìm cách chứng minh Spinosaurus là động vật có khả năng bơi thực thừa, săn mồi dưới nước cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ, và do đó cánh buồm cũng có thể là một cấu trúc để hỗ trợ khả năng bơi hay hành vi săn mồi của Spinosaurus. Cánh buồm bên cạnh việc giúp ổn định phần thân trong lúc bơi có thể được Spinosaurus sử dụng như vây lưng của cá buồm, giúp chúng lùa những đàn cá thành những khối tròn đông đúc hay được gọi là những quả bóng mồi. Tiếp đó, chúng sẽ dùng cái đuôi dài và mảnh của mình quật mạnh để gây choáng con mồi, sau đó ăn thịt những cái nhám đuôi dài. Hành vi săn mồi kiểu này có sự hợp tác giữa nhiều cá thể Spinosaurus với nhau. Đây là một giả thuyết rất hay nhưng vẫn dựa trên nhiều suy đoán và chỉ có thể thuyết phục hơn nếu có thêm những bằng chứng hóa thạch. Thứ 7. Cánh tay của T-Rex. Và cuối cùng là một trong những cuộc tranh luận thú vị nhất lịch sử nghiên cứu về khủng long, cánh tay của T-Rex. Tại sao nó lại nhỏ như thế và nhỏ như vậy thì nó còn công dụng thực tế gì không? T-Rex không phải loài khủng long duy nhất có cặp chi trước teo nhỏ, cũng không phải nhỏ nhất trong số các loài khủng long chân thú, nhưng vì nó là loài khủng long nổi tiếng nhất nên mọi cuộc bàn luận xung quanh nó đều được chú ý hơn những loài khủng long khác. Những hóa thạch của T-Rex ban đầu không có cánh tay hoàn chỉnh mà chỉ có xương cánh tay, vì thế các nhà cổ sinh vật học phải thay tay của chúng bằng tay của Allosaurus, vốn có tỷ lệ so với cơ thể to hơn nhiều và vẫn có 3 ngón vào năm 1915. Một năm sau thì người ta lại thay vào đó tay của Gorgosaurus, vốn là một chi cùng họ bạo long với T-Rex, cũng khá nhỏ và chỉ có 2 ngón. Hình dạng thật sự của cặp chi trước T-Rex chỉ được xác nhận chính xác khi hóa thạch đầu tiên có chi trước nguyên vẹn được tìm thấy vào năm 1987 với một mẫu vật có biệt danh là Wankelrex. Nhìn chung thì cánh tay của T-Rex có tỷ lệ so với cơ thể khá nhỏ, ở những cá thể lớn nhất thì cũng chỉ dài khoảng 1 mét và do đó nó bị nhiều nhà cổ sinh vật học coi là một cơ quan vết tích, tức là đã tiêu biến dần dần trong quá trình tiến hóa và chỉ còn lại cho có chứ không có công dụng thật sự. Tuy nhiên, nhiều học giả lại không đồng ý với điều này. Họ nhận thấy xương tay của T-Rex có những khu vực lớn để các cơ bắp gắn vào, cho thấy dù nhỏ nhưng cặp chi trước này lại có sức mạnh đáng kể. Henry Fairfield Osborne, người mô tả T-Rex cho rằng cặp chi trước được dùng để còn được bám vào con cái trong lúc hai bên giao lưu kết hợp. Một nhà cổ sinh vật học khác là Newman vào năm 1970 cho rằng cặp chi trước là để hỗ trợ T-Rex đứng dậy khi đang nằm. Một khả năng khác là cặp chi trước này có khả năng giúp T-Rex giữ chặt con mồi trong lúc nó kết thúc đối phương bằng cặp hàm của mình. Các phân tích cơ sinh học cho thấy chi trước của T-Rex có xương đặc, tức phần xương vỏ ngoài cực kỳ dày, bằng chứng cho thấy nó có thể chịu được những khối lượng nặng. Cơ nhì đầu cánh tay của con T-Rex trưởng thành được ước tính có khả năng nâng được khối lượng khoảng 199 kg. Tuy nhiên, chúng lại có phạm vi chuyển động khá hạn chế, khi khớp vai và khớp cửu tay chỉ cho phép chuyển động từ 40 đến 45 độ. Để so sánh thì hai khớp tương tự ở Deinonychus cho phép chuyển động từ 88 đến 130 độ, còn ở con người thì cánh tay của chúng ta có thể xoay 360 độ ở khớp vai và 165 độ ở cửu tay. Ngoài ra thì có người còn đề xuất rằng T-Rex có thể sử dụng chi trước của chúng như một vũ khí nhằm gây ra những vết thương dạng chém ở con mồi, nhưng đã bị bác bỏ sau này vì nó dựa trên những ước tính không chính xác về kích thước cũng như phạm vi chuyển động. Gần đây nhất thì một nhà nghiên cứu tên là Kevin Padian nêu luận điểm rằng cánh tay của T-Rex dù không đến nỗi vô dụng nhưng không tiến hóa để phục vụ bất kỳ một chức năng cụ thể nào mà chỉ là một sự thích nghi thứ cấp. Trong đó, khi T-Rex phát triển phần hộp sọ đến kích thước siêu to siêu khổng lồ cùng cặp hàm siêu mạnh mẽ với lực cắn siêu khủng, cánh tay của chúng phải nhỏ đi để tránh khả năng bị cắn trúng hoặc xé rách bởi những cá thể cùng loài, nhất là khi chúng ăn mồi chung với nhau. Tất nhiên, không có ai dám khẳng định 100% giả thuyết của mình là đúng và đây vẫn là một đề tài tiếp tục gây tranh luận. Đó chính là 7 thứ kỳ lạ trên cơ thể khủng long mà cho đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải được lý do và nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của chúng. Nhưng đương nhiên là không chỉ có 7 thứ này mà còn rất nhiều những thứ khác trên người khủng long vẫn đang khiến các nhà khoa học đau đầu, chỉ là chưa nổi tiếng bằng mà thôi. Khủng long là những động vật tuyệt chủng từ 66 triệu năm trước, nhiều đặc điểm của chúng không hề có một ví dụ tương đương nào ở các động vật hiện đại, trong khi nhiều bằng chứng quan trọng có thể nằm ở các phần mô mềm đã tan biến sau khi con vật chết đi và hóa thạch, khiến cho việc suy đoán bản chất của chúng không khác nào thành bói xem voi. Thế nhưng nó lại chính là sự thú vị của ngành cổ sinh nói chung và những nghiên cứu về khủng long nói riêng. Trừ khi giả thuyết của bạn đưa ra quá đối vô lý, chứ còn không thì bạn hoàn toàn có quyền đưa ra ý tưởng của mình về những con khủng long mà bạn yêu thích. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì hãy tặng cho kênh một đăng ký và nhớ theo dõi để không bỏ lỡ các video mới nha. Và cũng đừng quên theo dõi Mê Khủng Long TV trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok hoặc ghé qua trang web chính thức để cập nhật những thông tin và nội dung mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.